Ba không thích con chơi xe đậu vì sợ sẽ có lúc con té. Xin lỗi ba vì lời ba dạy mà con cãi lời con không nghe. Mẹ không thích con hay đi bảo vì sợ ngày mai con sẽ không về. Xin lỗi mẹ đã mời con chọn. Từ bỏ là điều không thể nhưng...